Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để thiết kế mẫu giống như vậy. Đầu tiên các bạn sẽ vào File, chọn New. Sau đó chúng ta chọn khổ giấy A3, ấn OK để tạo trang thiết kế mới. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn hình tranh đồng hồ, mình chỉ có cắt và dán vào bên này. Và mình sẽ dùng công cụ Move Tool để mình phóng to cái hình này lên. Mình sẽ tách nền hình này ra bằng công cụ Pen Tool, phím tắt là chữ B phở nha. Với công cụ này các bạn nhấn chọn một điểm, sau đó các bạn giữ chuột và rê chuột thì các bạn sẽ chỉnh được cái độ cong của đường bút. Từ đó chúng ta có thể bo theo cái hình mà các bạn muốn cắt. Rồi sau khi hoàn thành một khối chọn, các bạn phải chuột chọn Max Selection để chuyển cái đường Pen Tool nó thành cái phần chọn khối. Và sau đó mình sẽ ấn tổ hợp Ctrl J để chúng ta tạo một cái layer mới chỉ có cái phần khối mà chúng ta vừa chọn. Rồi mình sẽ nắm kéo layer phía dưới và mình bỏ vào thùng rác ha. Bây giờ mình sẽ chỉnh màu hình này. Thì ở góc phải phía dưới màn hình các bạn có cái nút nửa trắng nửa đen á, click vào và chọn Gradient Map. Ở trên cái bảng Property ở đây nè, thì nếu mà bạn không có bảng Property, chúng ta vào Window và mở bảng Property lên ha. Mình sẽ click vào cái thanh màu này. Chúng ta sẽ có những cái nút màu mặc định như vậy. Nếu mà các bạn không có nút màu giống mình á, thì các bạn click vào nút hoa tiêu và chọn Reset Gradient ha. Mình sẽ dùng những nút màu mặc định. Các bạn có thể chọn những cái hiệu ứng màu khác nhau tùy theo ý thích. Trong hướng dẫn này thì mình sẽ dùng cái hiệu ứng màu này. Bây giờ mình sẽ ấn phải chuột vào Layer Gradient Map. Mình sẽ chọn Create Clipping Mask để nó chỉ áp vào cái layer hình mà mình muốn cho hiệu ứng thôi. Tiếp theo mình sẽ làm một cái hiệu ứng là cái phần đôi mắt, mình sẽ cho nó thành màu khác. Ở trên cái Layer Gradient Map nè, bên phải của layer đó có một cái layer gọi là Layer Mask ha, layer mặt nạ. Thì ở trên layer mặt nạ này, bất kỳ chỗ nào màu trắng á, thì nó sẽ áp cái hiệu ứng đó lên. Nhưng mà nếu như chỗ đó là màu đen thì cái hiệu ứng sẽ mất ha. Thì bây giờ mình sẽ dùng công cụ brush tool bê bò nè, mình sẽ chọn nút màu ở phía trên này là màu đen. Rồi mình phải chuột, mình sẽ chọn một cây cọ là cây cọ soft round, một cái cây cọ mềm. Rồi bây giờ mình sẽ tô vào cái phần mắt thì các bạn sẽ thấy cái phần mắt nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng Gradient Map nữa. Sau đó mình sẽ tạo một cái layer Gradient Map mới. Và ở đây cái layer này mình sẽ chỉnh cái hiệu ứng màu mà mình muốn cho đôi mắt. Rồi mình muốn cái hiệu ứng vừa rồi á, nó chỉ có tác động lên cái phần đôi mắt. Thì ở đây mình sẽ chọn cái layer mask của cái hiệu ứng gradient thứ hai á. Sau đó ở nút màu ở trên nè, mình đang có màu đen. Thì bây giờ mình sẽ ấn nút Alt + Delete để mình tô đen vào cái layer mặt nạ. Thì nguyên tất cả hiệu ứng nó sẽ không áp vào đâu cả. Tiếp đến mình sẽ ấn nút Control, chọn vào cái layer mask của cái gradient mask phía dưới á, là mình sẽ chọn đúng được cái vùng mắt lúc nãy mình vừa vẽ. Các bạn lưu ý là mình đang ở trên layer mask của cái layer là gradient mask thứ hai á nha. Hơi rối một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là nút màu trắng. Đó, thì các bạn nhớ là màu đen thì nó sẽ không có áp hiệu ứng lên, còn màu trắng nó sẽ áp hiệu ứng lên đúng không? Bây giờ mình sẽ vào mục Select, mình chọn Inverse, đảo ngược cái vùng chọn để mình chọn đúng cái vùng mắt thôi. Bây giờ mình vẽ vào đúng cái vùng mắt nè. Đó, là ở cái layer Gradient Map thứ hai á, là nó chỉ ảnh hưởng lên cái phần mắt của cái hình mà mình muốn thôi. Sau đó mình chỉ việc thêm chữ vào ha. Thì để thêm chữ mình sẽ dùng công cụ là horizontal type tool. Ở phần phía trên, cái thanh phía trên này mình sẽ chọn được phông chữ. Thì ở đây mình dùng phông là long shot. Ở nút màu phía trên này chúng ta có thể chọn màu chữ. Bây giờ mình sẽ chọn màu xanh cho chữ này. Rồi sau đó mình sẽ chọn khối toàn bộ. Và ở đây chúng ta có cái bảng cấu hình cho chữ. Thì nếu như các bạn không có cái bảng này á, thì thanh phía trên nè, các bạn click vào cái hình có biểu tượng tệp tin á. Đó, thì ở đây có phần chữ T lớn T nhỏ nè, đó là chỉnh kích thước chữ á. Các bạn có thể nắm kéo để chỉnh kích thước ha. Rồi ở đây bây giờ mình muốn cái chữ X này nó cao lên một chút so với các chữ khác để nó nằm giữa. Thì ở đây có cái nút chỗ này nè, các bạn nắm kéo là nó sẽ thay đổi cái độ cao của cái chữ đó. Rồi để mình tô cái layer background phía dưới thành màu đen cho nó dễ nhìn ha. Sau đó mình sẽ cho cái dòng chữ này nó phủ kín trang luôn. Thì đầu tiên mình sẽ kéo cái chữ này xuống layer dưới cùng. Rồi mình sẽ ấn tổ hợp Ctrl J để nhân đôi layer chữ này lên. Và sau đó các bạn dùng công cụ Move Tool nha, phím tắt là chữ V nè. Các bạn thấy xung quanh cái chữ nó có những cái ô để chúng ta có thể nắm kéo kích thước của chữ á. Thì bây giờ các bạn khoan kéo gì cả, các bạn chỉ click vào cái ô thôi. Sau đó các bạn kéo nó xuống dưới tới khoảng cách mà các bạn thích rồi ấn Enter. Tại sao mình làm như vậy? Để bây giờ chúng ta có thể làm một cách tự động là các bạn ấn tổ hợp Ctrl Alt + Shift và ấn nút T. Thì bây giờ mỗi layer các bạn nhân lên á, nó sẽ có cái khoảng cách đúng y chang là cái khoảng cách mà các bạn vừa mới kéo xuống. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ tạo được những cái chữ này nó có khoảng cách rất là đều nhau. Tiếp đến mình sẽ tạo hiệu ứng, mình sẽ ấn nút Shift và chọn tất cả những cái layer chữ này. Mình sẽ phải chuột và chọn là Convert to shape. Và mình sẽ chọn những cái layer chẵn ha. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ chọn cái layer thứ hai. Rồi ở bên đây có cái công cụ là shape nè. Bất kỳ cái công cụ nào ở cái nút này cũng đều dùng được ha. Các bạn click vào thì sẽ thấy cái thanh phía trên nó có cái phần shape nè. Đó, thì ở đây Fill là cái màu chữ, còn Stroke là cái viền chữ. Thì mình sẽ tạo cái hiệu ứng là nó sẽ không có màu. Thì phần Fill mình sẽ ấn vào cái hình chữ nhật có dấu gạch. Rồi cái phần Stroke mình sẽ chọn cái màu xanh. Mình click vào cái bảng màu này và mình hút cái màu xanh ra ha. Ấn OK. Như vậy chúng ta có một viền màu xanh. Nhưng mà viền này á, kích thước còn rất nhỏ. Thì bây giờ ở ô kế bên là chúng ta có thể chỉnh được kích thước viền. Mình sẽ cho nó lên 15 đi. Rồi ở cái phần nút kế bên này nè, các bạn sổ xuống có cái mục Align á, là vị trí viền. Mình sẽ cho nó viền ra ngoài thay vì hiện tại là đang viền ở bên trong. Đó, như vậy mình chỉnh tương tự cho các layer còn lại. Tiếp đến cái tranh này có tên là Vinh Hoa, là Eminence. Bây giờ mình sẽ gõ chữ Eminence, mình sẽ dùng công cụ Type Tool nè. Ở đây mình sẽ chọn phông rất là cơ bản là phông arial bold ha, arial dày. Rồi mình sẽ gõ. Rồi tiếp đến ở cái bảng layer mình sẽ sổ thuộc tính của layer xuống và mình chọn là Difference. Đó, bạn thấy có hiệu ứng Difference là màu nó sẽ đảo ngược lại. Ví dụ như chỗ này, khi mà cái giao điểm của cái layer này với cái phần chữ á, là cái phần chữ là màu xanh đúng không? Thì nó sẽ đảo ngược lại thành màu tím. Cũng như là trong cái hình là màu cam đúng không? Thì bây giờ nó sẽ đảo ngược lại là màu xanh dương. Rồi mình muốn cái chữ này nó sẽ phát ánh sáng ha. Mình sẽ double click vào cái layer chữ này và mình chọn hiệu ứng là Outer glow. Outer glow. Đó, nếu mà các bạn không có hiệu ứng này nè thì cái chỗ nút fx á, các bạn click vào và chọn là Outer glow ha. Rồi ở trong Outer glow mình sẽ cho nó sáng ra ngoài là màu xanh, xanh chuối ha. Mình sẽ chọn cái màu xanh chuối. Phần opacity là cái độ trong suốt của hiệu ứng này, mình sẽ để khoảng 50% ha. Rồi tiếp đến là phần spread là cái mức độ mà lan tỏa của hiệu ứng này. Cái này là tùy vào mỗi người muốn set bao nhiêu thì set ha. Mình sẽ để là 10. Và ở phần size là kích thước của hiệu ứng này, mình sẽ để khoảng cỡ này. OK. Và sau đây là thành phẩm.